sáng. Nó chờ, nó chờ sẵn hết rồi. Anh Mai hả? Phí gì? Phí gì? Phí có gì đâu phí. Không làm gần đó đi, từ từ với mọi gì đang dịch nhỉ. Gọi gì thì không bàn giao cho dịch bệnh chứ không phải là do mình đâu, chủ đầu tư mới chấp nhận. Đến mai sáng mai đi. Sáng mai đi, sáng mai đi, sáng mai đi. Mang cơm đi hả? Nếu mà em cứ muốn là đi đi lại cho nó mốt đi vậy. Rồi. Nếu em cứ đưa xui bọn anh đi thì bọn anh hết hốt. Cóc. Phiếu xét nghiệm không có thì không có gì mà rồi đi. Làm thì làm ở đâu? Để đi ra đó làm không? Thì còn có mấy ngày, bữa nay là 29 rồi mà 12 là 3 4 ngày nữa à. Đúng không? Không, không già đâu, cái này ở đồng xài mình đâu giờ có ca nào nữa đâu mà nó già hạn. Rồi, mai điện thoại sao điện nó không có đổ chuông rồi sao á? Mất âm lượng này có. Âm lượng hết rồi. Hết âm lượng rồi. Không, đây này. Âm lượng bên là hết rồi. Bố bật lên nhỉ, bố nhìn thấy cái chỗ này không? Bố tắt này đi. Đó. Nó có cái kẹt nghe cái quả chuông á.
nó đang bị tắt, một cái bấm nó bị sẹp, nó mất cái sẹp ngang cái sao tự nhiên lại anh lại như vậy quá. Nó quay cái video này này, tụi nó bị tắt thế này. Hay cấn mô, cảm thức cái quay này nó cấn mô, nó tắt đi. Nhưng đây từ bữa nay đừng có chuông mà sao với tự nhiên lại không có chuông. Vậy đó, con chịu. Con chịu. Cái động mắt. Để mình bật lên. Máy, máy bị bắt. Máy này cái mấy triệu? Cái này triệu mấy bà? Ừ. 2 triệu mấy? Gần 3 triệu của con đấy, mà mua cũ đó. Máy cũ đó, chứ không phải mua mới đâu. Mà gần không sản xuất máy nữa này nữa rồi. Máy 64GB là gần 3 triệu, còn 3 triệu là 3 triệu rưỡi nhỉ? Còn máy là 16GB là 2 triệu rưỡi. Cái này là... 64GB. Tại vì 64GB thế, nó chỉ còn hàng 16GB nên bắt buộc phải lấy hàng 16GB. Mấy ấy 16GB rẻ hơn, 2 triệu rưỡi. 3 triệu, 3 triệu 2, 3 triệu 3 triệu 3 triệu 3 triệu 3 triệu 5 triệu 5 triệu. Mày là không còn nữa không? Gì vậy bốn? Là làm gì vậy? Cho gì ly á? Cho gì ly ăn hết? Cho gì ly ăn hết? Cuốn không ăn không? Rồi đó, cho gì ly mất rồi. Thế ăn đi đi. Được có con mà. Cái cây đâu nhở? Đưa đây. Hỏi ông nội ơi, con gì đây ông nội biết không? Con gì á? Con gì đó.